đã có chủ nhân chưa anh? À, chưa. Chưa. À, anh vừa lấy tối hôm qua. À, đây. Ừ. Chính thức là vừa tối hôm qua. Vừa. Xong thì lại ghê gớm đây. Con này hoàn thiện nó sẽ như nào anh? Thực ra thì nó chắc là rơi vào khoảng 15 củ. Nhưng mà ý em là anh, ý của anh đang làm à, muốn làm nó như nào? Thứ nhất ấy là anh phải xử lý cái chỗ này cho nó kín ăn vào đây này, nó cái chân xuống này. À. Sau đó là đây là các cái dễ này giữ đây, làm một cái viên ở trong này bay ra đây. Bay theo cái thân này ra này. Nhưng mà để nó cho nó đẹp, nó thu được cái khoảng cách lại như là cho. Nhưng mà sau mình đặt đến cái khay bổ dục. Đúng rồi, cho khay bổ dục. Hay quá. Đây lại quay, xin phép quay mặt nghệ nhân tính. Không, bây giờ là phải chia sẻ những cái hay cái đẹp lên anh ạ, chứ không có nên cái cảnh nước nhà đang trông chờ anh ấy. Không thật đấy chứ, nhiều anh em mai các anh chết, nhiều anh em ngưỡng mộ anh lắm đấy, Bắc Nam luôn đấy, ngưỡng mộ lắm đấy. Đấy, rất hợp lý. Hoàn thiện xong mà có 15 đồng. Thế là ốm vẫn phải mò ra đây tí. Ra đây nó mở mang đầu óc ra. Làm điên. Tuấn ông ấy mới lấy con này đúng không? Đúng rồi. À, hôm qua đấy mà mang vào đây để sửa chữa tí. Rồi. Nhìn có tuổi tác rồi đấy nhỉ. Đẹp quá. Ghê gớm thật nhỉ. Bà xem này học nhưng mà không học được đâu, nó có phải có cái căn ở trong người đấy. À vâng. Cái con mà lạc trôi được trước là bay rồi à? Ừ. Đấy. Bán rồi. Người ta tưởng anh là thợ cây ra trường lắm. Ồ. Quá thợ chứ. Con nghệ thuật sắp đặt thuyền hết. Kinh đó, đang ươm đá đấy. Ướp đường bẻ. Thì đấy nó ý tưởng của nó như thế, nó là trên cả dạng này là thì dạng này nó đang không được. Trực gạo thì không làm được, với cả lúc nãy mưa ướp này không làm được. Với mặt chuẩn nữa không làm được mà nó ra mầm. Cái chân này, cái chân này nó chạy luôn. Ra cái lạnh. Nó ra được chuẩn rồi, mình có thể ngắm lại. Hồng Ngọc Mai cắt từ đây đi. Cắt đây thì làm cái
Hồng ngọc mai. Không, đưa lên tí thôi, cho làm ngày lên tí thôi. Tối về à? Đây, cái này như này rồi. Các bạn, nó mà chẳng hết chỉ có chủ yếu là nếu mình muốn làm kỹ, làm đẹp ấy thì nó nuôi, nó khỏe, nó ra mầm, bắt mầm lại. Còn phần việc của tôi đấy nhá, chưa mai tôi lấy nhá. Định làm cái bông, mình cứ tính nói là rồi mình cũng không rời mà. Chuyên gia cây và đá, khí đá của khu vực miền Bắc đó, một tầng làm vẫn phải tách đôi ra nhau. Vấn đề là con bà này nhìn này đẹp thế. Có cái sẹo này thì hơi tiếc tí, nhưng có cái rễ này nó vắt sang, cái rễ này vắt sang lại ngon. Rành rành. Ví dụ là té xong cho lên mạng hết, vâng, lên phơi hết, lên với cộng đồng hết. Tí nữa video trước thì chưa đăng cái số của anh Tân lên, là video này cho cái số của anh Tân mình. Những ai thiện chí thực sự thì hãy alo nhé, không có rất là mất việc. Anh chủ quan quá. Chả vấn đề gì đâu em ơi, cái việc này. Ủa, con này hay thế. Vì cái đấy là người ta đã đồng ý rồi, nếu không đồng ý thì người ta đã có văn bản không đồng ý. Chị nghe. Ừ. Nhớ thì em làm giúp anh cái. Mày hay phết. Quê. Cái này hay phết nhỉ. Cái này hay đấy. Nhưng mà nên để hòn đá này, đừng có thay. Để hòn đá này tốt. Không, ý anh đang muốn là cho nó mỏng mỏng đi một chút gì đấy. Hoặc là cứ để nguyên cũng được. Để nguyên. Để nguyên. Thế nó bây giờ mà thấp xuống thì nó lại mất với cái tiểu cảnh. Không phải ý là muốn là thu bớt hòn đá nó lại mỏng đi. Không, thế thì lại ấy quá. Thế này không hợp với cái chậu. Cứ đặt cái chậu rồi, mang cái chậu về rồi đặt lên xem sao. À, để vào chậu, không cho cái này. Để cái hang, nhưng mà ý là cái này ăn là xi măng làm cái hang đá. À. Vì thế nó nhiều thế anh. Vâng. Cây này anh cũng cho vào cái hang đá tròn như thế vì đi cứu chậu không được. May ra ủ đất bằng cát này, may ra nó ra cái rễ mới. Thì cây nó... Đấy, thế bảo là thành phẩm là có 15 đồng. Đây này ký đá rất cầu kỳ. Dạ. À đây là mấy hôm trước anh Tuấn này đúng không? Đang chờ khỏe mới mang về đúng không? Cái tấn chưa lấy cây khác. Đấy, cái cây, cây hôm trước anh đang làm đấy đúng không? Ừ. Có 3 cây đúng không? Cây mang về rồi. 3 cây, ông Minh một cây, Tuấn một cây, còn cây này anh đang ấy. Con này chắc cao hơn cả đúng không anh? bao mấy đồng anh Tân này, mấy đồng nhỉ?
Ý là tôi sao hôm nay lại nhiều anh em gọi cho anh lắm ấy, nhưng mà phải thật thiện chí thì mới gọi nhé. Ừ. Không gọi bâng quơ là mệt lắm. Ghê đấy, nhức nhối ghê đấy. Ra đây là học nhiều cái kỹ thuật hay lắm. Đấy, đục bỏ hòn đá cũ đi, làm lại đá. Hay ghê đấy. Con này vám đá rất kỳ công. Con này vẫn ở đây. Đang xui rồi. Dạ. Hẹn nhưng mà chưa thấy mặt đâu. Dạ. Đâu anh? Thấy cây cẩm thang là mấy cây sang núi, sang trái. Đường đường. À vâng. Bên này thì kinh lắm. Còn hàng miền Nam đất mê lắm. Bên này có phải hợp lý dần đấy. Mấy đứa đục đục rễ hay cắt tán cây ra. Cây gì đấy? Lộc vừng. Lộc vừng à? Bây giờ để nghiên cứu đã. Chưa dám động vào ngay. Lão làng ở đấy rồi mình động vào chửi chết. Không sao mà anh vẫn đang bảo để dành chú này. Con này cũng hay phết này. Khoái cây. Khắc khổ quá. Đi một vòng thôi. Rành rành kinh khủng ấy nhỉ. Cái chậu mà như này bây giờ kiếm ở đâu bắt được đấy anh? À, chậu này chắc là nghệ nhân nào làm làm tay đi chứ. Rồi. Con này là làm tay được. Các ông già cũng làm. Rồi. Chậu cũ đây cũng khá đẹp nhưng mà không hợp. Kinh khủng. Hiếm thấy con rành rành như này. Chả bao giờ hết việc làm. Quá nhiều việc làm. Kìa.
đá rất kỳ công. Rất kỳ công. Xì đỏ rất hay. Yeah.